mình yêu nhau đi. Sếp, sếp nói gì vậy? Theo quan điểm của tôi á, là khi mình thấy hợp với nhau á, mình nên tranh thủ cưới liền, đừng có nên chờ đợi. Người con gái này mặc dù bên ngoài gai góc, mạnh mẽ, nhưng bên trong vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, cần được che chở. Cuộc sống của em đã trải qua quá nhiều gian truân rồi. Mình có nên chần chừ để rồi mất em một lần nữa sao? Tôi cứ tưởng là tôi mất Dương luôn rồi chứ. Mình yêu nhau đi. Sếp, sếp nói gì vậy? Từ hôm qua tới giờ Hải buồn lắm. Hải tự trách bản thân của mình, cứ chần chừ do dự để lạc mất Dương. Hãy không muốn mình lặp lại sai lầm này một lần nào nữa. Hãy không muốn là sau này mình phải hối hận vì không nắm giữ được hạnh phúc của chính mình. Lần này Hãy muốn cược một ván thật lớn, bằng tất cả những gì Hãy có thể làm. Cược để được yêu Dương. Và Hãy mong là mình có thể thắng cược, để có thể lắng nghe những muộn phiền của Dương, thắng để có thể quan tâm Dương một cách chân thành nhất, để có thể ghi nhớ được tất cả những sở thích của Dương, để có thể được đưa đón Dương sau một ngày dài thật mệt mỏi. Và điều quan trọng hơn hết là mỗi ngày thức dậy, Hãy luôn luôn có một lý do chính đáng để nghĩ về Dương.